giá bà con ơi, giá bà con biết giá hết rồi đúng không bà con? Giá thì nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà ta không ăn được vào lúc bụng đói. Người bị rối loạn tiêu hóa đó bà con nha. Nó nhiều bệnh lắm. Còn nữa bà con, rối loạn tiêu hóa, người có bệnh lạnh bụng, người có bệnh dạ dày, chân tay đau nhức là cũng không ăn được giá. Đi ngồi phân lỏng là không ăn được giá, chứ không phải giá nó tốt rồi ăn được hết đâu nha bà con nha. Giá nó tốt cho sức khỏe khi tan, tăng cường về sinh lý, vì nó có vitamin C, E, omega 3, 6, nó khỏe cho tinh trùng, nó dễ thụ thai, ngăn ngừa ung thư, hệ tiêu hóa, tốt tim mạch, tiểu đường, giảm cân, dưỡng da, dinh dưỡng cơ thể tốt, thực quản dạ dày. Wow, tốt quá. Trực tràng, ăn không quá 500g. Là ăn như vậy là ăn 5 ngày, nghỉ 2 ngày. Đó, chúng ta ăn như vậy nó tốt. Nhưng mà nhớ là bà con lưu ý, lưu nhớ rằng giá nó tốt, nhưng mà những người thế này là không ăn được giá, bệnh thế này không ăn được giá. Đó là không ăn khi bụng đói, người bị rối loạn tiêu hóa, người có lạnh bụng, người bị dạ dày, chân tay lạnh, chân tay đau nhất, đi ngoài phân lỏng là chúng ta không ăn được giá. Nhưng mà giá nó cũng dễ mà, những người còn lại ăn được hết. Ta vô quán cái có gì giá là đủ rồi. Cho nên là chúng ta cố gắng ăn để tốt cho sức khỏe cho mình và gia đình. Xin chào bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.